Các bạn đang xem trên tay tôi đây là lốc điều hòa của dòng xe Mitsubishi Pajero. Pajero này là Pajero ngân hàng, Pajero chở tiền, Pajero V93, V73 này. Thì đây là cả cụm luôn các bạn nhé. Cái như thế nào là cả cụm? Thì cả cụm bao gồm có những thân lốc điều hòa. Đây là thân lốc điều hòa. Đây là pulley đầu lốc. Và trong cái pulley này các bạn nhìn thấy nó sẽ bao gồm có cuộn điện mặt hít. Đấy, pulley mặt cuộn điện mặt hít của cái lốc điều hòa. Như vậy nó tạo thành một cụm. Đấy, thì đây của dòng xe Mitsubishi Pajero. Đấy, lốc điều hòa. Các bạn nhìn. Đấy, sản phẩm được trực tiếp chúng tôi Mitsubishi An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy. Đấy, mặt trước. Mặt này. Thông thường thì cái lốc điều hòa này nó hay hỏng nhất là hỏng cái cuộn điện với cái mặt hít thôi, cái pulley này thôi. Nhưng mà khi có những trường hợp mà chúng nó hỏng cả thì bắt buộc các bạn phải thay thế. Đấy. Thì khi mà nó hỏng cái lốc điều hòa thì bắt buộc các bạn thay thế, bởi vì không chúng ta mà đi xe ô tô mà hỏng cái điều hòa thì không khác gì đi trên một cái lò nung, thà đi xe máy nó còn sướng hơn. Đấy, anh em hay nói nhau một câu là đi xe máy nó còn sướng hơn đi ô tô. Nếu mà cái lốc điều hòa này bị hỏng đó, thì khi mà chúng ta bị hỏng thì bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn, chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Từ gầm máy, thân vỏ, lá côn, bàn FPT, gương đèn, ba đờ sốc, tất cả những gì con xe các bạn đang lăn bánh thì chúng tôi đều có nhập khẩu phân phối. Như vậy anh em mà trong quá trình các bạn lưu thông xe mà chạy xe trên đường mà cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn.